Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về hệ lụy vay tín dụng đen, thế nhưng vấn đạn này vẫn âm thầm diễn ra, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Để hạn chế thực trạng này, Ngân hàng Chính sách Xã hội là nơi liên kết và tạo điều kiện để người có hoàn cảnh khó khăn có thể vay vốn. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội có gần 11.000 điểm giao dịch trên toàn quốc và thành lập gần 182.000 tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động tại 100% các thôn ấp. Tại Đồng Nai, 100% các phường xã đều có điểm giao dịch cho vay vốn giúp đỡ hộ nghèo. Trà trưa hôm nay sẽ là câu chuyện về việc tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng này. Thưa quý vị, hạn chế đẩy lùi tín dụng đen vẫn là một vấn đề khó đối với ngành ngân hàng, đặc biệt đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội là một vai trò cầu nối giữa những gói tín dụng đối với từng hộ nghèo, nhất là những hộ ở vùng sâu vùng xa. Thì trong suốt thời gian qua, ngành ngân hàng này đã có những chính sách như thế nào để hạn chế tình trạng tín dụng đen ở vùng nông thôn? Và trong một trà trưa ngày hôm nay, ông Huỳnh Công Nam, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ cho chúng ta biết rõ hơn xung quanh vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia cùng với chương trình ạ. Vâng, thưa ông, theo ông thì vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đối với việc đẩy lùi hạn chế tín dụng đen là như thế nào ạ? Thì như chúng ta đã biết thì khi thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội trên cơ sở là tổ chức lại cái ngân hàng phục vụ người nghèo. Trước đây thì chỉ thực hiện có 3 chương trình tín dụng. Nhưng đến nay thì chi nhánh chúng tôi đã quản lý và cho vay tất cả là 16 chương trình tín dụng. Với đặc thù của ngân hàng sách thì chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tức là chúng tôi đặt tại mỗi xã là một điểm giao dịch của ngân hàng chính sách. Hàng tháng vào ngày cố định hàng tháng thì chúng tôi tổ chức cái tổ giao dịch lưu động đến ủy ban nhân dân các phường xã trong toàn tỉnh để chúng tôi tổ chức nhận hồ sơ cho vay, thu nợ, thu lãi, tức là tất cả mọi hoạt động của ngân hàng chính sách tại đối với người dân đều thực hiện tại xã, cho nên tạo điều kiện người dân không phải đi lại từ xã lên huyện như ngày trước đây nữa. Do đó là tôi nghĩ rằng thì với cái cách mô hình hoạt động của ngân hàng chính sách thì tiếp tục chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận ngày càng nhiều và tiến tới trong cái chiến lược phát triển của ngân hàng sách đến năm 2020 thì 100%, tức là hộ đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận với tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt đối với những hộ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì khi mà họ tiếp cận nguồn vốn này thì Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ có những cái ưu đãi như thế nào, những cái sự hướng dẫn như thế nào để họ có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất, đặc biệt là đối với những người dân ở vùng nông thôn ? Thì đối với người dân á, thì nếu có điều kiện, nếu có nhu cầu vay vốn thì nằm trong những cái đối tượng tôi nói là 16 cái chương trình, thì đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nếu không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo thì những hộ bình thường mà có nhu cầu thì có thể vay được cái chương trình giải quyết việc làm. Ngoài ra là có chương trình mà để phục vụ thiết thực cho đời sống như là chương trình nước sạch và xây dựng nông thôn. Còn lại cái chương trình là đối với những hộ đang khó khăn về tài chính hoặc là cái thu nhập mà của hộ nghèo, cận nghèo thì có thể vay con đi học thì đại học, trung học, học nghề thì có thể tiếp cận với ngân hàng để vay cái chương trình học sinh sinh viên. Thì theo cái đối tượng thì mức vay hiện nay cái hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo cũng đã được Ngân hàng Chính sách Trung ương từ ngày 1 tháng 3 là đã nâng lên mức vay từ năm tối thiểu là 50 triệu đồng trước đây một hộ lên đến 100 triệu đồng một hộ, và thời gian cho vay cũng được nâng lên từ 5 năm, tối đa 5 năm trước đây thì được nâng lên thời gian là 10 năm để có tạo điều kiện cho những hộ này có thể là trồng những cái cây dài ngày lâu năm, tạo điều kiện để cái nguồn vốn là đầu tư vô những cái chăn nuôi đại gia súc để tạo điều kiện để phát triển kinh tế nó bền vững hơn. Còn đối với tượng là các cái giải quyết việc làm hiện nay thì cũng là ở mức là tối đa là 50 triệu đồng. Thì cũng ngân hàng chính sách cũng đang đề nghị trên chính phủ là có thể là nâng cái mức vay cao hơn cái mức vay này để tạo điều kiện cho bà con. Nói chung là các cái chương trình tín dụng ưu đãi cũng theo chỉ đạo của thống đốc thì trước mắt thì ngân hàng chính sách đã nâng
cái mức cho vay đối với một số chương trình lên tới mức 100 triệu để tạo điều kiện cho các cái hộ nghèo được có cái mức cao hơn để tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh rồi dễ phát triển sản xuất. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi của ông ạ.